Với chủ đề phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017 là cơ hội để nữ giới có thể phát huy những ý tưởng sáng tạo, tạo ra những sản phẩm thiết thực nhằm thích nghi với những diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay. Là một trong 9 ý tưởng xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi này, Màn lọc nước thẩm thấu thuận Forward Omosic của nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, giảng viên trường Đại học Đà Lạt sẽ có phần giải quyết vấn đề nước sạch cho nhân dân vùng lũ lụt cũng như ở những vùng nhiễm mặn tại Việt Nam. Trong tiết học hôm nay, các bạn sinh viên khóa K38 và K39 khoa Môi trường và Tài nguyên của trường Đại học Đà Lạt được học về quy trình hoạt động của màng lọc nước thẩm thấu thuận Forward Osmosis với sự hướng dẫn của nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, giảng viên trường Đại học Đà Lạt. Theo đó, thẩm thấu thuận là một quá trình mà ở đó nước sẽ đi từ nơi có nồng độ thấp qua màng và đến nơi có nồng độ cao. Với kích thước lỗ màng rất nhỏ, màng chỉ cho nước sạch đi qua, còn các chất bẩn như ion kim loại nặng, vi khuẩn, chất hữu cơ sẽ bị giữ lại ở bề mặt màng. Sau một khoảng thời gian nhất định, nguồn nước sạch thấm qua và có thể uống được. Điều quan trọng để đảm bảo cho túi màng hoạt động tốt là phải tìm ra các dung dịch có nồng độ cao phù hợp an toàn, đạt hiệu quả xử lý cao. Bước đầu thử nghiệm với các dung dịch soda, orezone, đường saccharose draw solution hỗn hợp đã cho kết quả tốt. Công nghệ màng lọc thẩm thấu thuận là một công nghệ tiên tiến hiện nay trên thế giới và nó hoàn toàn mới đối với Việt Nam mình trong cái việc xử lý nước thải, nước lũ lụt hay là khử mặn của nước biển. Nhận thấy được những cái ưu điểm nổi bật của công nghệ màng lọc thẩm thấu thuận thì mình và nhóm nghiên cứu đã hình thành nên cái ý tưởng là sẽ thiết kế cái túi màng lọc thẩm thấu thuận cho xử lý nước ở vùng lũ lụt và vùng ngập mặn. Thì mình nghĩ rằng cái việc mà thiết kế ra cái màng lọc, cái túi màng lọc rất là tiện lợi thì sẽ góp phần làm giảm cái áp lực khan hiếm nước hiện nay. So với công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược River Osmosis thì màng lọc thẩm thấu thuận của giảng viên Nguyễn Thị Hậu và các cộng sự tại trường Đại học Đà Lạt được xem là vượt trội hơn vì tiết kiệm năng lượng do không sử dụng áp suất, hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm cao và tình trạng bẩn màng thấp hơn, giúp tái chế được nhiều lần. Việc thực hiện thành công ý tưởng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước khẩn cấp trong và sau thời gian xảy ra lũ lụt cho bà con vùng lũ, các tỉnh miền Trung và đặc biệt là các vùng bị xâm nhập mặn như Ninh Thuận, Bình Thuận, đồng bằng sông Cửu Long. Em nghĩ là việc thiết kế và ứng dụng màng thẩm túi lọc FO vào trong việc xử lý nước thì góp phần giải quyết được tình trạng thiếu nước khẩn cấp. Thì em hy vọng là các túi màng lọc FO sử dụng công nghệ này sẽ được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam trong thời gian sắp tới. Em đã ở Cà Mau và nó cũng đang nằm trong diện là bị xâm nhập mặn nên em thấy cảnh bà con mình thiếu nước và rất là đời sống rất là khó khăn. Em hy vọng là cái công nghệ màng này mình sẽ được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam mình cũng như là nó sẽ về đến quê em để phục vụ có nước sạch cho bà con ạ. Bên cạnh tính năng cùng tính ứng dụng cao của sản phẩm này, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu cùng cộng sự và các cựu sinh viên khoa Môi trường và Tài nguyên trường Đại học Đà Lạt đã và đang nỗ lực để giải quyết vấn đề giá thành của màng lọc thẩm thấu thuận Forward Osmosis. Từ đó, có thể nhân rộng và mang sản phẩm này đến được với bà con vùng lũ và vùng bị xâm nhập mặn với giá thành rẻ hơn. Đây là một cái nghiên cứu mà có thể nói là nếu đi thành công thì có thể ứng dụng rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện giờ những vùng lũ lục Việt Nam mình đó, thì diễn ra rất là nhiều do biến đổi khí hậu cũng như là các tác động khác của thiên nhiên. Thì đó là lý do vì sao mà Quỹ Nghiên cứu học của Môi trường K24 quyết định là tài trợ cho nghiên cứu này. Chúng tôi đánh giá rất cao về ý tưởng thiết kế cái màng lọc FO. Bởi vì sao? Vì công nghệ màng FO thì chúng ta không sử dụng điện năng. Như vậy ứng dụng cấp nước tốt cho vùng đang bị lũ lụt. Cái thứ hai nữa là công nghệ màng FO chế tạo rất là đơn giản, người dân dễ sử dụng và có thể tái sử dụng nhiều lần. Như vậy chi phí rất là hợp lý. Trong thời gian này thì chúng tôi được sự hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường Đại học Đà Lạt thì đang kết hợp nhóm nghiên cứu môi trường chúng tôi ở khoa môi trường đang kết hợp với giáo sư Sao Xin Chen của Đại học Quốc gia Đài Bắc thì đang chế tạo ra những cái loại màng bằng những công nghệ của chúng tôi. Thì hy vọng những cái công nghệ mà chúng tôi tạo ra cái màng này thì giá của màng ứng dụng nó sẽ giảm và do cái khả năng ứng dụng rộng rãi cho bà con nông dân sắp tới thì tôi hy vọng nó có khả thi.
cùng với 9 ý tưởng của phụ nữ cả nước tham gia vòng chung kết Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo năm 2017 tại thủ đô Hà Nội trong thời gian tới. Màng lọc thẩm thấu thuận của nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, giảng viên trường Đại học Đà Lạt là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp người dân ở những vùng phải hứng chịu hậu quả của thiên tai giảm nhẹ thiệt hại. Theo ban tổ chức, Ngày Hội Sáng Tạo sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, hưởng ứng phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc hiện nay.